Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Tuấn Anh. Các bạn có thấy gì ở trên trước mặt mình không? Ở trước mặt mình là có một chiếc SB70 và một chiếc Tupolev TU-144-2144. Thì ở đây mình sẽ hôm nay sẽ giới thiệu về chiếc Tupolev TU-144 ha. Đây cho các bạn xem gần. Đây là một thiết kế của hãng Tupolev, giống như chiếc Concorde của Pháp. Chiếc này thì được các chuyên gia hàng không đặt tên là Concordeski. Ở đây ở dưới đuôi đây là có lá cờ của Hoa Kỳ và Liên Xô. Thì mình sẽ nói sơ về cái tại sao nó có lại một chiếc máy bay của Tupolev mà có lá cờ của Mỹ ở đây. Thì TU-144 được phát triển và thiết kế bởi hãng Tupolev vào những năm 19 lên ý tưởng vào những năm 1962, và tới năm 1963 thì nó mới được đưa vào sản xuất, bắt đầu phát triển và sản xuất. Để cho các bạn coi sơ một xí delta wing của nó, cái thiết kế này bạn có thể nhìn. Hai ống xả. Mũi máy bay giống như chiếc Concorde đưa lên và hạ xuống. Thì cái chiếc này nó có thiết kế là lớn hơn chiếc Concorde. Nó chứa được khoảng 140 hành khách. Cái tốc độ bay của nó là tối đa của nó là khoảng đạt được là Mach 2.3, là hơn Concorde mới có nhỉnh hơn là Mach khoảng 2 chấm thôi. Nhưng mà cái chiếc này nó có một cái thú vị, đó là nó thì sản xuất, nó được có ý tưởng từ những năm 1962, năm 63 bắt đầu mới phát triển. Và tới năm 1968, vào ngày 31 tháng 12 năm 1968 thì nó mới hoàn thành được cái chuyến bay thử đầu tiên. Và tới năm 1969 thì qua quá trình phát triển tới năm 1969 thì nó là chiếc máy bay bay thử đạt được tốc độ là đầu tiên trên thế giới, là máy bay mà vận tải dân dụng đầu tiên đạt được cái vận tốc là khoảng Mach 2, và cái tối đa của nó là lên tới 2.35, hơn hẳn so với chiếc Concorde của Pháp. Và năm 1973 thì nó được giới thiệu rộng rãi đến toàn thế giới, các hãng hàng không á, nó được đưa đến cái triển lãm hàng không ở Paris năm 1973. Nhưng mà có một cái sự cố rất là đáng tiếc, và cái ngày mà nó ra mắt cái sự kiện Paris Air Show năm 1973 và cái ngày cuối cùng của cái sự kiện á, thì đáng lẽ trong cái quá trình bay biểu diễn thì thay vì cuối cái biểu diễn thì thay vì cái máy bay này sẽ đáp xuống như bình thường thì nó gặp sự cố, nó đột ngột tăng độ cao và thế là nó bắt đầu nó bị thất tốc và nó bị vỡ nát trên không. Khi mà cái sự cố xảy ra thì tất cả các phi hành đoàn ở trên máy bay là 6 người đều đã bị gọi là cái gì, cái từ gì cho nó hay nha, nó đã thiệt hại hết 6 người trên máy bay, và ở dưới mặt đất thì nó làm thiệt hại 8 người trên mặt đất vào cái ngày đó. Và cho tới có tổng cộng là 16 chiếc này được sản xuất nha các bạn, chứ không có nhiều. Do những sự cố như thế thì đã bắt buộc cái hãng Tupolev có phải nghiên cứu lại, có sửa chữa lại cái tại sao mà nó bị như vậy. Thì so sánh giữa chiếc này và chiếc Concorde thì chiếc này nó lớn hơn, nhưng mà nó lại ồn hơn do cái công nghệ của nó không có bằng cái công nghệ của
của Concorde lúc bấy giờ. Nên là khi mà bay chiếc này á, thì nó có một cái sự kiện đặc biệt là những cái chuyến bay của cái chiếc Tu-144 này á, để trước khi bay á, là cảm nó phải được nhà thiết kế Tupolev kiểm tra máy bay và ký cho nó cho phép nó bay thì nó mới bắt đầu cất cánh. Và từ cái hãng mà khai thác cái chiếc máy bay này đó là hãng Aeroflot, nó thực hiện khoảng 1.102 chuyến bay, và trong đó thì chỉ có là 55 chuyến bay chở khách đấy, và nó được khai tử luôn. Sau trong vòng khoảng 5-6 năm hoạt động thì nó sẽ không bay nữa. Bây giờ mình sẽ nói một xíu về cái lá cờ ở đây, tại sao có lá cờ Liên Mỹ và Liên Xô ở đây. Sau khi mà cái dòng này nó không còn hoạt động nữa thì chỉ có một số chiếc máy bay là nó nằm trong quá trình mà giống như hãng Tupolev giữ lại để thực hiện những chuyến bay thử nghiệm về hàng không siêu thanh á. Thì NASA lúc bấy giờ vào những năm 1990 cũng đang thực hiện những kế hoạch của họ để phát triển dòng máy bay thương mại siêu thanh, thì họ mới thuê, nhưng mà họ thuê của hãng Concorde trước, nhưng mà Concorde lúc bấy giờ là họ không có máy bay cho NASA thuê, nên NASA phải thuê với Tupolev. Thì cái chiếc mà NASA thuê là chiếc Tu-144D. D ở đây nó tên tiếng Liên Xô nó là Donaja, có nghĩa là long range, bay đường dài. Thì NASA mới thuê lại và họ cải tiến thành một chiếc Tu-144LL. Ở đây thì nó sẽ không có ký hiệu là Tu-144LL. Ở đây là chiếc RA-77144. Đấy. Thì chiếc mà có nó được thiết kế lại cái dạng là Tu-144LL thì nó thực hiện những cái chuyến bay thử nghiệm về tốc độ siêu thanh của hàng không dân dụng được NASA thực hiện, nên lý do mà tại sao ở đây có lá cờ Mỹ và Liên Xô. Và cái chiếc máy bay này nó đáp ứng được cái nhu cầu bay thử nghiệm của NASA và Liên Xô luôn. Và cái chiếc Tu-144 này có một cái thiết kế đặc biệt, đó là so với chiếc Concorde là họ ở đây họ có hai cái cánh gọi là cánh rear map, giống như cái rear map. Các bạn nhìn đi, giống nó có giống cái rear map không? Và cái loại hai cái cánh này á, nó có chức năng là tăng lực nâng ở vận tốc thấp. Khi mà bay ở vận tốc thấp á, thì nó sẽ giúp máy bay để tăng cái lực nâng trong quá trình cất cánh. Và cái cánh này nó có thể là sẽ được thu vào ở trong cái này, và nó được thiết kế là ngay đằng sau cái buồng lái của phi công, thì nó sẽ thấp vào đây. Mình sẽ tháo ra và sẽ gắn vào là cái đằng sau. Mình sẽ đang đợi một xíu. Đây là hai cánh của nó ở chế độ thu vào. Mình sẽ gắn vào đây. Khi mà bay ở chế độ bình thường thì nó sẽ thu vào như vậy. Và khi mà bay bình thường thì cái mũi sẽ được nâng lên như vậy. Đó. Cánh thu vào và thả ra khi cần thiết. Thả ra là để dùng để tăng lực nâng của máy bay khi mà ở chế độ tốc độ thấp. Và cái mũi này được hạ xuống như vậy để làm chi các bạn? Để cho mà trong quá trình cất hạ cánh thì cái phi công có thể nhìn rõ cái đường băng hơn.
Nhưng mà như vậy thì sẽ nó bị khuất, làm khuất cái tầm nhìn của phi, như vậy nó thì sẽ khuất tầm hình của phi công, nên là nó sẽ hạ xuống để trong quá trình có hạ cánh để cho phi công có thể dễ quan sát hơn vậy thôi, và bên thường thì nó sẽ nâng lên. Và cái này được điều khiển bởi hệ thống hydraulic system, hệ thống thủy lực. Và thêm một chức năng nữa của cái cánh remap này, gọi là cánh cánh tà trước đi, mình có thể dùng là cánh tà trước, thì thêm một chức năng của nó là dùng để giảm tốc độ khi mà máy bay đưa vào vào chế độ hạ cánh của máy bay. Mình cho các bạn được coi lại toàn bộ chuyến bay và nghe nghe đi hết. Hiện tại là tất cả các dòng này nó đã ngưng hoạt động, ngay cả con khóc cũng là ngưng hoạt động này. Bây giờ nhiều khi là chỉ có thể thấy được những cái dòng này là ở các Museum of Flight của ở bên Liên Xô. Dòng Tu-144 này chắc nằm ở tất cả các Museum of Flight ở bên Liên Xô thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip ngắn của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần tới. Mình xin phép để kế bên chiếc SB70.